học hành thì càng ngày càng sa sút. Trong trường thì suốt ngày đánh nhau gây gổ với các bạn. Em bị sao thế Trung? Cô thật không hiểu em suy nghĩ gì nữa. Về nhà viết bản kiểm điểm, cuối tuần mời phụ huynh trông cô. Thật là hết cách. À, học thì lắm. Học cho lắm mà. Đi tắm lại cởi chuồng thì được cái tích sự chó gì. Anh em, em xin anh ạ. Hai thằng chúng mày lớp dưới phải không? Dạ. Biết luật chưa? Dạ em biết rồi. Em gửi anh ạ. Biết điều ấy. Giờ vật giá leo thang cái gì cũng tăng. Đến quán nét tao hay ngồi ông ấy cũng tăng. Sang tuần tao tăng giá nhá. Nhưng bọn em. Nhưng ông già chúng bây hay là thích ăn gạch. Đừng có trách tao. Tao cũng chỉ là một cái thằng đang cố thích nghi theo cái xã hội này thôi. Biết. Mẹ kiếp. Này này. Sao chị bảo? Có bình gì đấy bà chị? Chị vừa thấy hết rồi. Vài cái đồng bạc này đáng là bao. Ý chị là sao? Muốn kiếm nhiều tiền hơn không? Theo chị, chị chỉ cách cho. Em chồng thanh niên thế này mà nhát. Theo gì theo? Em sợ gì? Chia ra hành động. Chào anh bạn trẻ, tôi muốn kiểm tra cái túi. Nhanh nhẹn lên nào. Em chào cô. Mẹ kiếp. Tuổi gì mà bắt anh? Chạy nhanh đấy. Ông là ai? Muốn gì? Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu một chút thôi, được chứ? Tôi chẳng có cái chó gì để nói chuyện với ông cả. Làm sao? Ý ông giờ như nào? Vào đây, giỏi vào đây. Mạnh động gớm. Má, này tôi liều với ông, hướng này. Chạy mau đi. Thám tử sát ông ấy. Sao anh lại để mục tiêu chạy thoát? Mục tiêu chỉ là quần tốt thí. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Cứ theo con kiến, kiến sẽ dẫn chúng ta về tổ. Nếu ăn quần tốt, mục tiêu sẽ thay đổi chiến lược. Còn xe, pháo, mã, hậu, vua, thôi thì dọn bàn cờ luôn một thể. Thả hổ về rừng, đúng là ý kiến hay. Tôi hiểu rồi. Đi thôi. Okay.
bảo là thằng Lâm chó điên đại ca mày. Từ giờ bang quần vũ chúng tao sẽ quản lý nơi này. Thằng khốn, mày... Ý mày sao? Muốn theo nó luôn không? Vậy nhớ gửi lời của tao như thánh chỉ đến thằng đại ca của mày. Lần sau gặp lại, tao nhất định sẽ cho mày ăn trọng đồng. Điên! Đại ca, đã lấy được địa bàn. Từ giờ chúng ta có thể thoải mái giao hàng bên đó, mở rộng số lượng khách hàng tiềm năng. Chẳng mấy chốc, Giang Sơn sẽ thuộc về bang cổ vũ của chúng ta. Khoan, chớ mừng vội. Hiện tại công an đang tăng cường quân số tuần tra rất nghiêm ngặt. Kèo này giống như con dao hai lưỡi. Cẩn thận, mất cả chi lẫn trải. Rất đúng, chúng ta cần có một chiến lược tinh vi hơn để giao hàng. Việc đó để tôi lo. Chào đại ca đây. Dạ, chào. Đại ca, thành viên mới, đang là học sinh. Mọi người thử nghĩ mà xem, còn gì tinh tế hơn một thằng học sinh đi lang thang vui vẻ trong phố? Liệu ai sẽ nghi ngờ nó khi nó đi giao hàng cho chúng ta? Ai? Ai? Mọi người thử nghĩ đi! Hay, ý kiến hay. Hay lắm, từ giờ thằng này sẽ là bảo bối của chúng ta. Rồi rồi, bà cứ lo vụ giáo án tuần sau đi. Còn vụ lên ý tưởng cho ngày 20 tháng 11 sắp tới thì cứ để tôi lo. Hả? Ừ, thì vẫn thế mà. Một mình chứ mấy mình. Tôi cũng quen rồi. Công việc bận rộn thành ra... Rồi 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 rồi. Thôi, gớm, như bà cụ non ý. Ngoại phê. Thôi nhá, mai gặp, bye. Tôi xin lỗi. Này, tôi bảo này, ở đời ấy, làm gì có chuyện xin lỗi xuông. Ý anh là sao? Lầm lốp, nhanh gọn lẹ, không là không xong với bọn này đâu. Các anh đừng làm bậy, không tôi kêu lên giờ đấy. Kêu quá. Mày kêu thử đi, tao cắt lưỡi mày không? À. Là này mấy thằng kia, hai thằng chúng mày có 3 giây để nách trước khi anh đổi ý. Má. Hết 3 giây, vậy là anh chính thức đổi ý. Đấy, thấy dại chưa? Bài học thì không trân trọng 3 giây đầu đấy. Cầm. Này, cô không sao chứ? Tôi không sao, xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Thôi, không có gì. Chào cô. Anh gì ơi, tôi tên là Min, anh tên gì đấy? Xe Lốc Huy. Đã thu thập thêm được rất nhiều manh mối về phi vụ giao hàng cấm của băng cuồng vũ. Bọn chúng ngang nhiên mở rộng địa bàn. Điều đáng trách nhất, thủ đoạn của chúng dùng các quân tốt khí là các em học sinh. Chúng ta cần thu thập thêm bằng chứng, đặc biệt tìm ra các nhân chứng để triệt phá băng nhóm này càng sớm càng tốt. Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt chúng ta đến chính giữa khe ngắm, đi thẳng đến điểm ngắm.
Hiểu không? Còn lon thứ 5 kìa. Hai hiệp nữa. Chắc cổ tay. Sếp, chúng ta có khách. Tiếp khách cho đàng hoàng vào. Bọn con chết tiệt, không phải chỗ nào cũng đến được đâu. Chúng tôi đã biết hành vi phạm tội của băng cùng vua các người. Hãy giơ tay đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng pháp luật. Khoan hồng với tao này. Để tao cho mày về trầu chơi không mà. Ở đây tao lo được. Mày làm tao thấy thú vị rồi đấy. Đẹp riêu, yếu còn ra gió. Thank you.
khốn, chúng mày đến đây làm gì? Hỏi khó thế, hỏi câu nào dễ hơn đi. Cứ mạnh mồm đi, tên khốn. Ta tên C lớp Huy, nó bọn khốn. Tên gì thì mặc xác ngươi, nằm mồm đi. Má! Quay về trường học đi, đây không phải là con đường của cậu. Đừng dạy đời tao, tên khốn! Hết giờ chơi rồi, gia đình cậu đang chờ cậu. Cậu có một tương lai dài phía trước. Quay đầu lại đi, bọn chúng chỉ đang lợi dụng cậu thôi. Tôi còn cơ hội làm lại cuộc đời chứ? Còn chứ, tôi sẽ giúp cậu. Thằng vô dụng. Người tiếp theo nằm xuống sẽ là mày đấy. Đây sẽ là vụ án cuối cùng của ngươi. Thám tử dây lộng đi, tận hưởng nốt đi. Lần này mày chết chắc rồi! Cái gì? Đâu hả? Này ta sẽ giúp ngươi xuống địa ngục! À, cô Giáo Minh! Cô giáo của Trung phải không? Đến được đây, quả không hổ danh là thám tử C lớp Quỳ. Rất bản lĩnh. Bớt bớt những ngôn từ thể hiện sự thông thái lại. Ông hết đường rồi, hãy đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong từ điển của ta không có khái niệm đầu hàng. Sự tự tin này, phong thái này chắc chắn có ẩn chứa một bí mật. Ta sẽ cho cậu một cơ hội. Theo ta thì sống.
chống ta thì chết. Cậu có 10 giây. Sao cô lại ở đây? Nơi này rất nguy hiểm. Mau rời khỏi đây. Làm tốt lắm cái vui của ta. Giờ thì người đã biết móc xích cuối cùng trong đường dây giao hàng cấm của ta chính là cô giáo chủ nhiệm. Người sẽ liệt kê danh sách những học sinh thích hợp để dồn vào thế gia nhập bằng đảng. Người biết cũng tốt, dù sao cũng sắp lên chầu trời rồi. Hãy mang những bí mật này rồi kể cho đám đồng đội của người ở trên đó nghe nhá. Đúng nhỉ. Hành vi bất thường, rồi mấy kem học sinh cá biệt. Rất nhiều tài liệu mật của cô và băng đảng đều nằm ở đây. Có một cơ hội duy nhất để cô quay trở lại với chính con người thật của mình. Cô... Xin lỗi, tôi đi trước ông một bước rồi. Nói nghe. Thằng khốn, mày được lắm, tao sẽ trả thù. Đây. Pháp luật sẽ khoan hồng. Cô sẽ sớm trở lại với xã hội thôi.